Muộn rồi mắt sao còn nhìn lên trên nhà rồi quay ra lại quay vào, nằm chân trong vậy đến sáng mai, ung tương tương nụ cười của ai đó làm con tim ngu nghe như muốn khóc à. Vắt tay lên trên chắn mơ mộng được đứng bên anh trong nắng xuân. Tôi lại ung tương tương nụ cười của ai đó, ung tương tương nụ cười của ai đó. Không, là tôi đang hóng tới ngày 23 tháng 5 để đi bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để tôi cho các bạn biết tại sao chúng ta cần phải nên đi bầu cử. Let's go. Xin chào các bạn. Và có 4 lý do để bạn cần phải đi bầu cử. Lý do thứ nhất, vì chính bạn sẽ là người quyết định ai sẽ là nhân sự tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Lý do thứ hai, hãy tự mình đi bầu cử vì lá phiếu trên tay, thanh niên sẽ thực hiện được trách nhiệm và gửi gắm niềm tin của mình vào nền nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Lý do thứ ba, bầu cử là quyền của mỗi công dân, đừng tự từ bỏ quyền công dân của mình, cũng như đừng để người khác nói thay tiếng lòng của mình. Và lý do thứ tư, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phải đi bầu cử một cách an toàn bởi vì tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp. Bạn phải giữ đúng quy tắc 5K, giữ sức khỏe cho bản thân cũng như giữ sức khỏe cho mọi người xung quanh. Chúc các bạn đi bầu cử. Tương lai của nước nhà, bạn cùng về nhé, đi thôi, 5 năm có một lần. Đi ta cùng nhau đi bộ. Khoan, các bạn hãy nhớ like và share kèm hashtag cho Liên Chị Hoàng Quân là chúng mình nhé. Bye bye.